Chiêu chẳng là gì cả. Ngoại trừ Diêm Đế, ta đây không phục ai hết. Thủ lĩnh, người này thân hình cao to kỳ lạ, giọng nói vang cả núi, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Có khả năng là diễn binh do Chiêu sai đến. Người uy vũ như vậy, đã lâu ta không gặp. Khí thế như vậy, chỉ có thể là hình thiên năm ấy thôi. Hoàng đế, có bản lãnh thì cùng ta đơn đã độc đấu đi. Ân oán 8 năm trước, hôm nay đã có thể kết thúc rồi. Ngươi đúng là hình thiên. Đúng vậy, ngươi đã khiến ta làm người không đầu trong suốt 8 năm qua. Tối nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị không đầu. Thủ lĩnh, chúng ta liều mạng với bọn chúng đi. Lên đi. Đối phương là hình thiên, các ngươi lên chỉ có nộp mạng. Nhưng mà hình thiên muốn báo thù, lấy đầu của ngài. Vậy chúng tôi có thể không lên được sao? Đúng đó thủ lĩnh, đương nhiên là không thể tránh. Phải đến thì sớm muộn gì cũng đến thôi. Thủ lĩnh, hình thiên, ta đồng ý đơn đã độc đấu với ngươi, tiếp nhận khiêu chiến với ngươi. Thủ lĩnh, ngươi không hổ thẹn là thủ lĩnh của Hiên Viên tộc, còn khi phạch. Ta để trận quyết chiến này lâu lắm rồi. Đêm này một trong hai chúng ta phải có một người mất mạng. Ngươi hãy cẩn thận đấy. Được. Hình thiên, trước khi chúng ta quyết đấu, ta có một thỉnh cầu. Nói đi. Nếu như ta thua, ngươi có thể giết ta, nhưng mà ngươi phải tha cho huynh đệ cả tộc của ta. Có tình có nghĩa là một thủ lĩnh tốt. Ta chấp nhận với ngươi. Đa tạ. Xuất chiêu đi. Được quyết chiến với thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Hoàng đế ta không muốn sống cuộc đời này chút nào. Thủ lĩnh, cuối cùng ngài cũng xuất hiện. Thuộc hạ đã chờ đợi ngài rất lâu. Xin thủ lĩnh dẫn dắt chúng tôi trở lại Hùng Phong. Hôm nay hãy tha cho hoàng đế đi. Thủ lĩnh, hắn là kẻ thù lớn nhất trong tộc chúng ta. Hiện nay ta không còn là thủ lĩnh của các ngươi nữa. Ta chẳng qua chỉ là một người phàm tục. Mọi người đều gọi ta là thần nông. Ta muốn cầu xin một ân tình cho hắn. Thủ lĩnh, sao ngài lại cầu xin cho hắn? Thiên hạ có thể không có Diêm Đế, không có thần nông, nhưng không thể không có hoàng đế. Chỉ có hoàng đế mới có thể thống nhất Trung Nguyên, làm cho ba tánh thiên hạ sống một cuộc sống hạnh phúc thái bình. Thiên hạ vẫn còn có ngài, chỉ cần ngài đứng ra lãnh đạo chúng tôi, hình thiên này sẽ đảm bảo đánh bại tất cả thù địch, bắt tất cả các bộ tộc phải quy phục chúng ta. Hình thiên muốn thống nhất thiên hạ, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta là không đủ đâu. Vậy thì còn phải nhờ vào cái gì nữa? Ta cũng không biết. Toàn thiên hạ có lẽ có duy nhất chỉ có hoàng đế mới biết. Không được. Năm xưa hắn đã chém đầu tôi, tôi nhất định phải báo thù. Hình thiên, nếu như hoàng đế chết thì thiên hạ tất sẽ đại loạn. Người nhẫn tâm chỉ vì thù riêng của mình mà bỏ qua cho cả thiên hạ hay sao? Ta
thủ lĩnh. Thủ lĩnh, ngài đứng lên đi. Sao ngài lại trở nên như vậy? Hình Thiên, hảo huynh đệ của ta, năm xưa ngươi vì cứu ta nên mới bị hoàng đế chém đầu. Ta đã nợ ngươi rất nhiều. Nếu như hôm nay ngươi muốn trút hết thù hận, ta đồng ý dùng sinh mạng của mình để trả lại ân tình cho ngươi. Thủ lĩnh, sao ngài lại trở nên như vậy? Nhiệm đệ của quyết tâm cao độ của năm nào bây giờ ở đâu rồi? Đối với người đời mà nói, thần nông hôm nay quan trọng hơn Diêm Đế trước kia. Hoàng đế, Hình Thiên ta cả đời tự tung tự tác, trước giờ đều không có ai ra gì. Lời Diêm Đế ta chưa từng phản kháng, trước đây không có, bây giờ cũng không. Mạng của người, người hãy tự giữ lấy cẩn thận đi. Ta đã từng nói, Hình Thiên ta chỉ phục Diêm Đế. Nếu như ngài chưa làm lại Diêm Đế trước đây, ta sẽ giúp toàn lực phụ trợ ngài thống nhất thiên hạ. Hảo huynh đệ, ta cũng từng nói, Diêm Đế đã không còn tồn tại nữa, nơi đây chỉ còn lại thần nông. Chúng ta đi. Thổ địa, chúng ta cũng đi thôi. Được. Thần nông, xin dừng bước. Đợi một chút đã. Lời của ông khi nãy ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Xin cứ yên tâm, hoàng đế ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ, để bá tánh có một cuộc sống no ấm, an cư lạc nghiệp. Không biết thần nông thế nào rồi, hay là để tôi bay lên xem sao nhé. Ngươi bỏ ý định đó đi, bây giờ vết thương của ngươi còn chưa khỏi, cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Thần nông này cũng thật kỳ lạ, ông ta lại giúp kẻ thù đã từng đánh bại mình, vậy mới đủ thấy đây là con người phi phàm chứ. Thần nông, bất luận ông ấy là thánh nhân hay quái nhân, mùi chỉ thấy ông ta là người tốt thôi. Có người. Ai vậy? Có người, có người đó. Tiểu Lục, có ai đâu? Làm hại tỷ hết hồn. Hoa tỷ, tỷ không tin mũi sao? Mũi thật sự thấy có người. Thật đó. Tiểu Lục, đừng có nóng vội. Có lẽ họ không có ác ý đâu, chỉ muốn cảnh cáo chúng ta thôi. Vậy đi, mọi người luôn phiên nhau canh chừng, cẩn thận một chút là được rồi. Được. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, báo cáo thủ lĩnh, Chiêu đã tập kích bên cạnh chúng ta. Chúng ta trở tay không được, thương vong vô số. Dũng sĩ của ta đã chết một nửa, còn có nhiều người đang bị trọng thương. Chiêu, đi kiểm tra lai lịch của hai tên quái nhân nữa đi. Chúng tôi chưa từng gặp họ, không biết hắn từ đâu đến. Có lẽ là hai vị trưởng lão đến từ Nam Cương phong bát vũ sư, chỉ có họ mới biết loại pháp thuật này. Thù này phải trả. Thủ lĩnh, sao vậy? Nhược hề đó. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh,
Trời về sáng thì địch đã dẫn binh công phá đại doanh. Nhược hề cô nương gì giữ danh tiếp nên đã nhảy xuống vực tử trận rồi. Nhảy xuống vực? Người bảo vệ thế nào vậy? Nhảy xuống vực thế nào? Ở đằng kia. Nhược hề, thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Nhược hề, Nhược hề, đêm qua vẫn không có động tĩnh gì hết. Thu dọn đồ đạc đi thôi. Nhưng mà có người tập kích các người, tôi ở đây có thể bảo vệ các người. Người chim, ngươi còn đang bị thương, sao bảo vệ chúng tôi được? Hãy trở về Lưu Trạch dưỡng thương đi. Phải đó, Lưu Trạch là địa bàn của ngươi. Về đây đó vết thương sẽ hồi phục rất nhanh. Thôi được, vậy tôi sẽ trở về Lưu Trạch trước. Sau này nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi. Được, nhất định. Này, người chim, nếu không thể bay lên được, ngươi có thể từ từ đi mà. Cẩn thận, biết rồi. Chúng ta đi thôi. Hoa, tôi cáo từ đây. Thổ địa. À Hoa. Thần Nông, cái tên thổ địa này gặp ta là chạy rồi. Sao hả Thần Nông? Ca ca tôi sao rồi? Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Được, đi thôi. Bị thương nặng như vậy làm sao bây giờ? Không cứu được cô ấy rồi. Nhược hề, Nhược hề, Thần Nông, câu chuyện của ông thật đặc sắc. Chỉ tiếc là tôi không được đích thân trải qua. Tối qua các vị thế nào? Đừng có nhắc nữa. Tối qua có người theo dõi chúng tôi, nên chúng tôi cả đêm cũng không ngủ được. Đến giờ mũi vẫn còn buồn ngủ nè. Người nào theo dõi các cô không biết. Cả hình bóng của họ chúng tôi cũng không thấy. Hoa tỷ, xem bọn họ muốn gì.
Thủ lĩnh, chính họ xâm phạm lãnh địa của chúng ta. Bỏ xuống, tất cả bỏ xuống. Các người từ đâu đến? Sao lại đến bộ tộc của chúng tôi? Chúng tôi đến từ Thái Cổ Thành. Nơi này không phải Bắc Nhạc sao? Bộ tộc này là bộ tộc gì? Chúng tôi là hoa mẫu tộc của Bắc Nhạc. Các người không phải là địch thủ của chúng tôi thật sao? Thủ lĩnh, ngài xem chúng tôi có giống như kẻ thù của các ngài không? Nói thật với các ngài, chúng tôi muốn tới Bắc Nhạc để tình tình thổ. Cái gì? Cô cũng biết tình thổ à? Tình thổ là thánh vật của hoa mẫu tộc chúng tôi. Người ngoài không thể tùy tiện xem, chứ đừng nói là muốn mang đi. Tình thổ sao trở thành thánh vật của bộ tộc các ngài? Đó là tương truyền bốn đời này của bộ tộc chúng tôi. Tôi cũng không rõ lắm. Những người trong bộ tộc chúng tôi đều biết cả. Thánh vật này sẽ mang tới may mắn cho chúng tôi. Nếu như các người đến đây làm khách thì đừng nhắc tới chuyện tình thổ nữa. Thủ lĩnh, không thể thương lượng được sao? Ta nghĩ các người nên thoải mái vui chơi nơi này một chuyến đi. Đúng rồi, các người đến thật đúng lúc. Ngày mai là đại hội thi đấu của dũng sĩ bộ tộc Hoa Mẫu chúng tôi. 300 ngày mới tổ chức một lần. Hoan nghênh các người đến tham quan. Thi đấu à? Tổ tiên vĩ đại, xin hãy phù hộ cho bộ tộc chúng con đời đời được yên bình, phù hộ cho các anh hùng của chúng ta sớm ngày quay về. Giống như trước đây, cuộc thi này vẫn có 3 nội dung: cử gành đá lớn, thi ném lao và chạy bộ. Người thắng cuộc sẽ là tân anh hùng của bộ tộc. Bây giờ ta tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Hay. Ôi, thật là lực lưỡng. Hay lắm, hay lắm. Không có sức thì nâng tảng đá to nhất làm gì? Không được thì bỏ cuộc cho rồi. Xem đây. Hay quá, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Cuộc thi thứ nhất, lỗ thôi thắng cuộc. Ngày mai thi tiếp nội dung thứ hai. Các vị khách quý, xin cứ tự nhiên mà dùng. Nào nào, xin mời tự nhiên. Xin mời tự nhiên. Xin mời. Thủ lĩnh, người thanh niên tên Lỗ Thôi đó có thể nâng tảng đá to như vậy. Phe này chắc chắn hắn ta sẽ thắng phải không? Hôm nay chỉ là cuộc thi đầu tiên. Rốt cuộc ai giành được chiến thắng khó nói trước được. Nguyệt Nhu qua đây. Phụ thân, Hoa Thần cô nương, tôi giới thiệu với cô. Đây là con gái của tôi, tên là Nguyệt Nhu.
Xin chào. Thì ra cô ấy là con gái của thủ lĩnh. Phụ thân, con thấy trong người không được khỏe, cho nên về nghỉ ngơi trước. Được, con hãy về nghỉ ngơi trước đi. Cáo từ. Xin mời. Nào nào, hoa thần cô nương, chúng ta tiếp tục đi. Được. Nào, mọi người cứ tự nhiên đi. Hôm nay tiến hành cuộc thi thứ hai, ném lao. Bây giờ bắt đầu. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Không may rồi. Mọi người có phát hiện gì không? Cô Nguyệt Như đó tỏ ra rất quan tâm tới cuộc thi, nhưng hôm nay Lỗ Thư thua cuộc, cô ấy lại tỏ ra vui mừng. Mọi người nói có lạ không chứ? Đâu có gì lạ. Sao lại không? Chắc cô ta đang muốn một người khác. Không thể nào đâu. Làm sao cô ta lại muốn người khác chứ? Không lẽ ta không nhận ra sao? Ta nghĩ chúng ta đừng để ý chuyện đó nữa. Mau chóng nghĩ cách lấy được tinh thổ nơi này đi. Tôi đã quyết định rồi. Tôi phải xem hết cuộc thi. Việc lấy tinh thổ để ngày mai hãy bàn. Hoa tỷ. Lần này ném làm sao vậy? Không phải chứ. Không thể nào. Lẽ ra phải đi hướng kia mới đúng chứ. Nguyệt Nương. Lỗ thôi. Huynh bỏ cuộc đi. Huynh nhất định phải tiếp tục thi. Nhất định huynh phải trở thành anh hùng của bộ tộc này. Huynh biết được hậu quả của việc trở thành anh hùng bộ tộc này không? Huynh biết. Huynh không sợ. Huynh không sợ gì hết. Chỉ cần được sống chung với muội. Lỗ thôi. Chúng ta rời khỏi nơi đây. Hãy trốn đi thật xa, tới một nơi không ai tìm được chúng ta. Nguyệt Nương, huynh muốn được quang minh chính đại sống với muội. Huynh không muốn bị người khác chế nhạo. Cứ cho là huynh vì muội cũng không bỏ cuộc được sao? Này, tham gia thi đấu thì có gì mà không tốt chứ. Cô là ai vậy? Huynh không cần phải sợ, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện người khác. Này, có chuyện gì không? Có chứ. Chuyện gì? Ta cảm thấy cậu rất dũng cảm. Lời ngươi nói có thật không? Có những việc chỉ cần mình nỗ lực là được rồi. Không cần quan tâm kết quả thế nào. Không, đối với tôi kết quả quan trọng nhất. Tôi nhất thiết phải là anh hùng của bộ tộc. Anh hùng chẳng qua chỉ là hư danh. Đáng để cậu xem trọng không? Ông không hiểu. Ông không thể hiểu đâu. Tôi khâm phục dũng khí không khuất phục của cậu, nhưng tôi không tán thành cậu theo đuổi hư danh. Thứ tôi cần không phải anh hùng. Thứ tôi cần là Nguyệt Nhu. Nguyệt Nhu, con gái thủ lĩnh à? Tôi đã có giao ước với thủ lĩnh. Ông ta đã từng nói sẽ gắn Nguyệt Nhu cho anh hùng của bộ tộc. Cậu có yêu cô ấy không? Tôi yêu cô ấy. Vì cô ấy tôi có thể bất chấp tính mạng. Nhưng mà có thể cô ấy không yêu cậu thì sao? Không, cô ấy yêu tôi. Hồi nãy cô ấy còn bảo hãy đưa cô ấy rời khỏi đây. Đây, có thể cái này sẽ giúp được cho cậu.
Bây giờ tiến hành nội dung cuộc thi cuối cùng. Các người buộc phải lấy được tín vật để ở trong cùng vị trí, sau đó quay trở về. Người lấy được tín vật trở về đây đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Bây giờ xuất phát. Nguyệt Nhu, cô hãy yên tâm đi. Tôi cảm thấy Lỗ Thôi không thể thắng được. Sao cô biết? Rất nhiều người đều nhìn thấy như vậy mà. Mong là như vậy. Tôi có thể nhờ cô một việc không? Cô nói đi. Cô đừng mang chuyện hôm qua nhìn thấy tôi và Lỗ Thôi nói cho phụ thân tôi biết, có được không? Cô lo lắng người khác biết cô và Lỗ Thôi bên nhau à? Xin cô đừng nói ra. Tôi được, tôi hứa với cô. Nhưng mà cô phải cho tôi biết, tại sao cô không hy vọng Lỗ Thôi thắng vậy? Việc này là việc trong tộc của chúng tôi. Tại sao vậy? Có lẽ cái này có thể giúp được cho cậu. Thủ lĩnh, đã có hai dũng sĩ lấy được tín vật và bây giờ đang trên đường về. Bây giờ ai đang dẫn đầu? Là Mộc Tuyệt. Nhưng Mộc Tuyệt và Mạnh Điền cũng đang kề sát nhau. Vậy còn Lỗ Thôi? Lỗ Thôi, khi tôi quay về cậu ta vẫn chưa lấy được tín vật. Không biết bao giờ Lỗ Thôi mới chạy về đây. Lỗ Thôi kìa. Bông Tuyết. Là Bông Tuyết. Không thể nào. Không thể nào. Sao lại là quên ấy? Thủ lĩnh, tôi đã về rồi. Được, ba nội dung thi đấu đã kết thúc. Anh hùng bộ tộc lần này chính là Lỗ Thôi. Kể từ đây Lỗ Thôi chính là hoa phò của bộ tộc chúng ta. Hay lắm. Lỗ Thôi, con đã trở thành hoa phò. Theo tộc quy thì thánh vật phải do con bảo quản. Xem cái chén kìa. Hoa tỷ, cái chén đó chính là tinh thủ.
Tôi xin thề, nhất định sẽ dùng tính mạng bảo vệ thánh vật. Không thể được, không thể được. Không thể để Lỗ Thôi làm hoa phò. Không thể được. Phụ thân, hãy hủy tư cách hoa phò của Lỗ Thôi đi. Chúng ta thi lại lần nữa. Chúng ta thi đấu lại lần nữa. Nguyệt Nhu, con không được hàm hồ. Muốn trở thành tội nhân của hoa mẫu tộc sao? Mau đi xuống. Phụ thân, xuống dưới. Ta sẽ mở đại tiệc ăn mừng, chúc mừng cho tân hoa phò. Hoa phò, hoa phò, hoa phò, hoa phò. Nhược Hề, muội, trong người muội cảm thấy lạnh quá. Cũng tại ta không tốt, không nghe theo lời khuyên của muội. Thắng bại là chuyện thường tình. Huynh đừng vì vậy mà nản chí. Huynh hãy nhớ, huynh là hoàng đế, huynh nhất định sẽ chiến thắng. Không, huynh không cần chiến thắng, huynh chỉ cần muội không sao. Muội hãy cố gắng tình dưỡng đi. Sinh lão bệnh tử đều là ý trời. Huynh đừng tự trách mình. Muội không trách huynh đâu. Nhược Hề, muội biết mình sống không được bao lâu nữa. Muội chết đi, huynh cũng đừng đau buồn. Bảo thần đông cũng đừng đau buồn. Không, Nhược Hề, muội không được nói như vậy. Huynh sẽ không để cho muội chết. Huynh không để muội chết đâu. Nhược Hề, Nhược Hề, Nhược Hề, muội đừng chết. Huynh không để muội chết đâu. Nhược Hề, người đâu, người đâu? Thủ lĩnh, mau, mau, các người mau gọi thần đông đến đây. Tôi đây thủ lĩnh, giờ tôi không chăm sóc tốt cho Nhược Hề cô nương, trong lòng tôi rất khổ thẹn. Hãy để tôi đi, mau đi đi. Nhược Hề, Nhược Hề. Hãy nâng ly vì tân hoa phò. Nào uống đi. Thủ lĩnh, chúng tôi mời ông. Nguyệt Nhu cô nương đi đâu rồi? Này, uống đi. Thủ lĩnh, rượu của ông lợi hại thật. Tôi về nghỉ trước đây. Thủ lĩnh, các người tiếp tục đi nhé. Được được, cô đừng cứ tùy ý. Tôi đoán ra cô ở đây mà. Là cô à? Tôi muốn hỏi cô, rốt cuộc giữa cô và Lỗ Thôi đã xảy ra chuyện gì? Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Sao lại muộn chứ? Lỗ Thôi đã trở thành hoa phò. Huynh ấy đã làm hoa phò thì cô nên vui mới phải chứ. Nhưng mà việc của tập chúng tôi thì làm sao cô biết được? Trở thành anh hùng của bộ tộc, đặc biệt với chức danh hoa phò, đúng là vinh dự lớn nhất. Nhưng mà để làm hoa phò thì phải hoàn thành nhiệm vụ truy đuổi mặt trời. Cô có biết không, những anh hùng đi truy đuổi mặt trời trước, có người nào sống sót trở về đâu. Nguyệt Nhu, huynh nhất định phải đi. Huynh muốn giống như phụ thân làm anh hùng truy đuổi mặt trời. Nhưng mà huynh trở thành anh hùng bộ tộc thì sẽ mãi mãi rời xa muội.
Xem ra tôi phải đi tìm thủ lĩnh của các người để bàn chuyện này. Hoa cô nương, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa của mình, sẽ nhanh chóng tiến hành hôn lễ cho Lỗ Thôi và Nguyệt Nhu. Đa tạ thủ lĩnh. Không cần đa tạ, đó là tự cậu tranh thủ được. Nhưng mà theo tộc quy thì sau khi thành hôn phải hoàn thành nhiệm vụ truy đuổi mặt trời. Phụ thân, đây là tộc quy, không ai có thể thay thế được. Các người theo quy tắc gì vậy? Mặt trời mỗi ngày mọc lên rồi lặn xuống, các người truy bắt nó để làm gì? Quy tắc này là do tổ tiên chúng tôi đặt ra. Tuy cô là khách, nhưng mong đừng mạo phạm tộc quy của tổ tiên chúng tôi. Đã là quy tắc thì tức là con người có thể thay đổi được nó. Chẳng lẽ ông không biết những người trong Hoa Mẫu tộc đi truy đuổi mặt trời đều không ai sống sót trở về à? Điều này đương nhiên tôi biết. Chính nhờ những sự hy sinh này mới phù hộ cho Hoa Mẫu tộc phồn vinh tới ngày hôm nay. Người trong Hoa Mẫu tộc chúng tôi sẽ không quên họ đâu. Rốt cuộc việc truy bắt mặt trời mang lại cho các ngươi lợi ích gì chứ? Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết. Mỗi vị anh hùng đều có quyền biết mục đích mà họ truy bắt mặt trời. Từ thời xa xưa, Hoa Mẫu tộc chúng tôi đã mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ. Hàng ngày có rất nhiều người bị chết. Đối mặt với nguy cơ bộ tộc bị diệt vong, sau đó may mà được một vị tiên nhân giải cứu. Tiên nhân à? Người đó chính là con trai của Đông Hải Long Vương trong truyền thuyết, tên là Đông Hải Long Thái Tử. Cái gì? Thái tử, Bắc nhạc quả là không hổ thẹn, là đẹp nhất trong ngũ nhạc. Cảnh sắc quả là đẹp. Sao tôi không cảm thấy vậy? Tôi vẫn cảm thấy vị mặn của Đông Hải dễ chịu hơn. Không ngờ với cảnh sắc tuyệt mỹ lại gặp được giai nhân như vậy. Cô nương, tại hạ thất lễ. Các người là ai? Chúng tôi đến đây để du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp. Cô nương, cô ở chỗ này sao? Để ta đi qua. Cô nương, một mình cô trú tại đây không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo sao? Hay là để tôi ở lại cùng cô? Ta không muốn nói nhiều với người lạ. Cô nương, hôm nay chúng ta gặp nhau coi như là có duyên. Không chừng chúng ta sẽ có những ngày tháng lâu dài bên nhau. Hạ lưu. Ta tưởng cô chỉ là một cô nương sống nơi rừng núi. Thì ra cô là... Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi. Cô nương. Cô nương. Cô nương. Cô nương. Cô nương.
Cô nương, cô nương đừng sợ. Tôi đến để chuộc lỗi với cô nương. Khi nãy cô đột nhiên công kích tôi, tôi nhất thời lỡ tay làm cô bị thương. Cho nên tôi mang dược thảo tới đây để chuộc tội với cô. Người đi đi. Tôi biết cô vẫn còn giận tôi, nhưng mà tôi thật lòng đến đây chuộc tội với cô. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đứng tại đây để cô đánh cho tới khi nào cô hết tức giận, tuyệt đối không đánh trả. Cô nương, người buông tay ra. Cô nương, tôi đã sai rồi. Cô đánh tôi đi. Cô đánh tôi đi. Cô nương, nếu không lầm tôi sẽ đau như cắt. Cô hãy đánh tôi đi.